Tả là nhà vô đi. Yên xuống kìa. Cậu làm tao gì đấy? Tả tao ngồi một chỗ, tay chân ngứa ngáy khó chịu tía mà. Mọi người đang đọc cái gì vậy hả? Cái này mà cậu không biết à? Đây là bộ truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ. Có một mình trong này đọc hay cực kỳ luôn. Cái gì? Thanh Gươm Diệt Quỷ á? Cái tên gì mà nghe buồn cười vậy? Và sao lại có chúng ta ở trong đó? Thật mà, đây là bộ truyện được sáng tác dựa trên những nhân vật là bọn mình đấy. Mà nhá, bộ truyện này đang làm mưa làm gió trên thị trường truyện tranh thế giới nói chung mà Việt Nam nói riêng. Cái gì? Làm mưa làm gió? Chúng ta còn nổi tiếng như vậy sao? Ta không tin. Người có bằng chứng gì không? À kìa, thật mà. Được rồi, để tôi chỉ ra một vài ví dụ ngắn gọn cho cậu nghe. Năm 2020 nhá, bộ truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ này là một bộ truyện bán chạy nhất tại Nhật Bản đấy. Còn tại Việt Nam nhá, tập 1 bộ truyện được phát hành vào tháng 2 năm 2020 đã nhanh chóng hết hàng chỉ trong một buổi sáng. Thanh Gươm Diệt Quỷ là bộ truyện đầu tiên được phát hành của ấn bản đặc biệt kèm quà tặng xịn sò như huy hiệu, xe tôn cát, xe sticker hay sắp sửa nhá, có cả Stanley Akerick luôn. Tính đến tháng 10 năm 2021 đã có gần 4 vạn bản bán ra cho mỗi tập luôn. Tập 22 của Thanh Gươm Diệt Quỷ đã phát hành 3 vạn bản ngay từ lần đầu tiên. Tổng số sách bán ra đã lên tới gần 900.000 bản, tức là gần chạm mốc 1 triệu bản đấy. Kinh chưa? Wow, với chúng ta nổi tiếng rồi thì sao? Nổi tiếng. Rồi, chúng ta sẽ thử đọc câu chuyện này, xem thử chúng ta ngầu như thế nào. Đây, đọc ngay đi. An eternity later. Hay lắm, tiến lên đôi diệt quỷ, tiến lên. Hết rồi. Diệt nó xuống. Tập 23 đâu? Tập cuối đâu? Tập 23 của tao đâu? Ê, chuyện gì vậy? Tập 23 đâu? Thật tiếng, nhưng mà tập 23 chưa phát hành đâu. Tại sao lại như vậy? Tại nghĩa là có rồi đấy. Nhưng mà vì một lý do khủng khiếp nào đó, nhà xuất bản phải lùi lại rất nhiều lần, nên bây giờ chúng ta vẫn chưa có tập 23 để đọc. Gì? Lý do khủng khiếp á? Đó là lý do gì? Đó là vì sự bành trướng và lây lan khủng khiếp của một con quỷ có tên là Covid. Cái gì? Quỷ Covid sao? Đúng vậy. Đó là một con quỷ cực kỳ tà ác, sử dụng một nguyên quỷ vật lây lan dịch bệnh cho con người, khiến mọi người trở nên xa cách nhau hơn. Ngày chuyện trai chú quỷ vậy mà lâm vào nguy khốn, không thể ra mắt được ấn phẩm của một độc giả. Con quỷ Covid, ta sẽ bắn ngươi lên cho mày. Trả tầm 23 lại cho ta. Đúng rồi, đã thế, ta sẽ đi tiêu diệt hắn. Hiện tại chúng ta đâu biết hắn ở đâu, với cả sức mạnh của hắn khủng khiếp lắm, chúng ta không thể đánh bại hắn đâu. Inosuke, đừng đi. Zenitsu, Inosuke, có chuyện lớn rồi. Tanjiro, có chuyện gì vậy? Không ổn rồi, nên sư cô tự nhiên mất tích, tớ không phải chỉ mấy em ấy đâu cả. Đã phát hiện ra vị trí của con quỷ Covid. Hiện tại hắn đang lây lan bệnh dịch tại khu quảng trường lớn. Các thành viên của đội diệt quỷ ở gần đó, hãy mau chóng tập hợp để truy bắt và đánh bại hắn. Cái gì? Quỷ Covid á? Nhưng bây giờ là ban ngày mà. Quảng trường lớn đang ngay gần đây. Không lẽ nào hắn có liên quan đến vụ Nezuko bị mất tích? Đúng rồi, chắc chắn là con quỷ này đã bắt cóc Nezuko. Đúng lắm, ta đi tìm hắn mà hắn đã xuất hiện gần đây. Hãy để ta tiêu diệt hắn nhau. Cái gì? Chúng ta nên tìm hắn sao? Nhưng mà con quỷ mạnh lắm, sợ chúng ta không phải là đối thủ. Không được, việc này liên quan đến an nguy của Nezuko, chúng ta phải đi ngay lập tức. Mọi người đi thôi. Hắn đang lây lan bệnh dịch cho mọi người đấy, mọi người hãy cẩn thận.
chúng ta không nên manh động. Cần bình tĩnh lên kế hoạch tác chiến để phối hợp đánh bại hắn. Lại tên kia. À, đội diệt quỷ đấy à? Ngươi có phải Covid không? Đúng, ta là Covid đây. Tên quỷ kia, tại sao ngươi có thể đứng dưới ánh nắng mà không bị làm sao cả? Loài quỷ khi gặp ánh nắng mặt trời sẽ bị thiêu rụi cơ mà. Bởi vì các tế bào quỷ của ta đã tồn tại trong con người từ rất lâu rồi, nên đã dần lớn mạnh hơn và làm quen với ánh nắng mặt trời. Giờ đây, ta đã có thể đi lại thoải mái vào ban ngày mà không lo bị thiêu rụi nữa. Nhờ vậy, sự lây lan của ta đã tăng lên gấp bội. Các người hãy chuẩn bị tinh thần đây. Thầy con kia, chính vì ngươi mà ngành chuyện tranh của Việt Nam khốn đốn. Ngươi có biết độc giả chờ tập 23 như thế nào không? Chỉ cần một ngày ta còn ở đây, các ngươi đừng hòng chạm tay vào tập cuối của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Ta sẽ hủy diệt nền chuyện tranh của thế giới này. Một chút nào, ngày hôm nay ta sẽ thay mặt các độc giả tiêu diệt người để giải cứu toàn bộ ngành chuyện tranh của đất nước. Hãy xem đây, hơi thở của gián hung thông thứ ba thông liên. Ngươi có thể đỡ được. Bạch của ta phải đánh ngang với quỷ tượng huyền đấy con ạ. Trình độ để ăn ta á. Inosuke. Lên đi chị. Chúng ta phải lên thôi. Hơi thở của nước. Thức thứ nhất. Quỷ diễn trạm. Thật mạnh quá. Mình tiền lũ danh con. Nguy hiểm của người, nên đã phái hai chục cô đến đây để tiêu diệt người đấy. Bọn này không ổn rồi. Tất cả nghe đây, dù hắn rất mạnh nhưng chỉ cần chúng ta đồng lòng tung đòn dứt điểm thì hắn sẽ không kịp trở tay đâu. Mọi người tiến lên nào. Hơi thở của sấm sét. Hơi thở của nước. Hơi thở của lửa. Hơi thở của giáo đu. Nãy giờ ta chỉ đùa một chút thôi nhá. Ta biết lỗi rồi. Mọi người, chúng ta đánh bại được con Covid. Ngày chiến tranh của cả nước đã được giải cứu rồi. Khoan, có một điều nữa. Vì Covid kìa. Người đã giấu em gái Nezuko của ta ở đâu? Khai ra mau. Ai? Nezuko á? Là ai? Cả ngày ta đứng đây cơ mà. Thế Nezuko ở đâu? Đâu? Quạc quạc! Thông báo! Hiện tại Nezuko đã quay trở về nhà an toàn. Ôi, Nezuko, em đi đâu vậy? Làm bọn anh giáo giết tìm em cả một ngày hôm nay. Ông bé ơi,
Anh chưa subscribe mà đòi xin riêng tư của anh không cho đâu. Subscribe đi.